Buổi chiều hôm nay thì Niệm tiếp tục chia sẻ với các bạn một chiếc xe đến từ Hàn Quốc, thương hiệu Hyundai Newater 150. Chiếc này có tải trọng là 1,5 tấn. Mời các bạn vào bên trong nội thất. Bước vào bên trong nội thất của chiếc Hyundai này thì chẳng khác nào là một chiếc xe hơi. Xe hộp số 6 cấp, còn có 6 số tiến và một số lùi. À, đặc biệt cái xe này là có trang bị hai cái tính năng an toàn, đó là hộp số nó. Các bạn muốn gài về số ghe thì các bạn phải bóp cái cò này đó, rồi chúng ta mới vào được số ghe, nếu không là không có vào được số ghe. Cái tính năng an toàn thứ hai là muốn khởi động cái máy thì chúng ta phải đạp côn thì chúng ta mới đề khóa lên được đó, mới nổ máy được. Chiếc Hyundai 1,5 tấn là một sự lựa chọn thích hợp nhất cho chúng ta đi vào những con đường nhỏ hẹp của nội ô thành phố, đi vào chợ đó. 1,5 tấn đó chính là sự lựa chọn thông minh nhất đối với các bác tài của chúng ta nếu như chúng ta muốn đi vào nội ô thành phố.